quý vị trên mạng xã hội gần đây lan truyền một đoạn clip người đàn ông khuyết tật bị ngó lơ không bắt được xe buýt cho đến khi có sự hỗ trợ từ người dân sau khi nhận được thông tin phía công ty Đông Bắc đơn vị vận hành xe buýt ở Nghệ An đã có văn bản giải trình về sự việc gửi sở giao thông vận tải Nghệ An chiều ngày 4 tháng 8 công ty Đông Bắc có văn bản giải trình gửi sở giao thông vận tải Nghệ An liên quan vụ một người đàn ông khuyết tật liên tiếp bị nhiều tài xế xe buýt của công ty này ngó lơ gây bức xúc cộng đồng mạng hai ngày qua theo Tiền Phong, trong văn bản này, công ty Đông Bắc cho biết, sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức mời các lái xe liên quan về văn phòng làm việc, đồng thời kiểm tra hình ảnh trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên xe. Qua đó xác định, khách hàng khuyết tật đứng đón xe tại khu vực thuộc địa phận xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cách vị trí điểm dừng xe buýt ít nhất khoảng 15 mét. Ngoài điểm dừng, đỗ đón trả khách theo quy định do khách hàng là người khuyết thật, cùng với đó vị trí đón xe ở ngoài điểm dừng, đỗ đón trả khách theo quy định của luật giao thông đường bộ và không có người khác đi cùng hoặc vẫy đón xe hộ, dẫn đến các nhân viên lái xe buýt đi qua đều không biết được nhu cầu của hành khách để dừng lại hỗ trợ đón khách lên xe. Văn bản giải trình nêu rõ, tại thời điểm khách hàng đón xe chỉ có một xe buýt biển kiểm soát 37B00236 đi qua, tuy nhiên do khách hàng đứng ở vị trí ngoài điểm đón trả khách và không biết được nhu cầu từ phía khách hàng nên lái xe vẫn tiếp tục hành trình chỉ đến khi xe buýt kế tiếp đến và có sự hỗ trợ từ người dân thì nhân viên lái xe mới biết được sự việc và dừng lại hỗ trợ đón hành khách lên xe đồng thời nhân viên bán vé đã hỗ trợ giá cước đi xe đối với khách hàng trên theo quy định chính sách của công ty trong ngày 4 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cũng đã có văn bản về việc chấn trình hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Qua đó, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cho lực lượng lái xe, phụ xe trong lời nói, cử chỉ, hành động, đặc biệt là hỗ trợ cho hành khách là người khuyết tật, người già và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật khi đi xe buýt đồng thời chỉ đạo lái xe cho xe xuất bến theo đúng biểu đồ và tần suất, thực hiện dừng đón, trả khách theo quy định, tổ chức ký cam kết với lái xe, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Qua báo cáo giải trình của công ty xe buýt, có thể thấy trong quá trình hoạt động, tài xế xe buýt không vi phạm nguyên tắc. Tuy nhiên, hành khách lại là người khuyết tật sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bắt xe. Rất khó để xác định liệu tài xế có cố tình bỏ qua người khuyết tật hay không tuy nhiên qua câu chuyện này chúng ta nên biết cách giúp đỡ người khuyết tật nhiều nhất có thể để họ hòa nhập với xã hội